kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông tin cập nhật về tình hình diễn biến dịch COVID-19 trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 3. Trong tuần qua, trên thế giới đã có thêm hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm COVID-19. Hiện đã có 106 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm Covid-19. Tính đến 16 giờ hôm nay mùng 8 tháng 3, trên thế giới đã ghi nhận 106.474 người nhiễm Covid-19, tăng hơn 19.000 ca so với cuối tuần trước. Đã có 3.601 ca tử vong, trong đó, lục địa Trung Quốc 3.097 người tử vong, các quốc gia và vùng lãnh thổ khác 504 người tử vong. Ý, Iran, Hàn Quốc, Pháp và Mỹ đang là điểm nóng về dịch Covid-19. Hiện Hàn Quốc là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai sau lục địa Trung Quốc với hơn 7.000 ca nhiễm. Ý và Iran gần 6.000 ca nhiễm, còn Pháp cũng đã có gần 1.000 ca nhiễm COVID-19. Ý là quốc gia ngoài Trung Quốc có số người tử vong do COVID-19 cao nhất với 233 ca tử vong. Ý dự kiến sẽ phong tỏa khu vực Lombardy và khu vực phía bắc đất nước để ngăn dịch COVID-19. Số ca tử vong do COVID-19 ở Iran cũng đã tăng lên 145 ca. Còn Mỹ là quốc gia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất. Trong số 444 người nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã có 19 trường hợp tử vong. Tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam đã có diễn biến mới khi có thêm 5 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 3 ngày mùng 6, mùng 7 và mùng 8 tháng 3 và nhiều người nghi nhiễm đang được cách ly. Các cơ quan chức năng đang làm hết sức để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Để phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 phát động toàn dân khai báo y tế có kết nối hệ thống công nghệ thông tin để lọc ra các trường hợp có tiền sử dịch tễ. Đối với trường hợp nào khai báo y tế gian dối, nhất là các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị khởi tố theo luật truyền nhiễm nhóm A và những quy định của Việt Nam. Tại Thanh Hóa, trong ngày hôm nay mùng 8 tháng 3, một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đã được cách ly điều trị và theo dõi tại bệnh viện Đa khoa Thị xã Bỉm Sơn. Bệnh nhân này có tiền sử di chuyển qua các nước có dịch như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ. Dịch bệnh Covid-19 đang gây không ít khó khăn đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là các ngành hàng như diệt may, nông lâm thủy sản, phân bón. Trong lúc này, rất cần những giải pháp hỗ trợ của cơ quan chức năng để giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa cho rằng, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ngoài các giải pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, hỗ trợ thanh khoản, giảm phí dịch vụ ngân hàng, khoanh nợ thuế, giãn thời gian nộp thuế. Cần triển khai ngay các giải pháp khác để tiếp sức, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất nhập khẩu. Trong cái lúc như thế này, giả soát, cắt giảm những cái thủ tục hành chính không cần thiết trong cái quá trình uh, chuẩn bị đầu tư của doanh nghiệp hoặc là trong cái quá trình doanh nghiệp thực hiện đầu tư thực hiện các dự án hoặc là trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hạn chế tối đa cái việc kiểm tra doanh nghiệp động viên chia sẻ với doanh nghiệp trừ khi phát hiện những cái vấn đề mà có thấy được cái dấu hiệu vi phạm rõ ràng rồi thì kiểm tra xử lý đó là cái công việc thường xuyên hiện các ngành có liên quan đang tích cực lên phương án cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh về phía doanh nghiệp cũng cần dự tính phương án ứng phó với khả năng dịch bệnh diễn biến phức tạp, lan rộng, kéo dài để ổn định sản xuất kinh doanh. Lâu nay tại cảng cá Lạch Hới, thành phố Sầm Sơn đang diễn ra tình trạng tập kết kinh doanh hải sản ngay tại sân cầu cảng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Triệu hải sản tự phát tại cảng cá Lạch Hới thường hoạt động tấp nập trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giờ sáng và đầu giờ chiều hàng ngày các tàu sau khi cập cảng đã tập kết hải sản ngay trên sân cầu cảng để bán cho các thương lái. Không chỉ vậy, nhiều người còn vận chuyển hải sản từ nơi khác vào khu vực cảng để kinh doanh buôn bán. Mặc dù việc tập kết, buôn bán hải sản trên sân cầu cảng là trái phép, nhưng các chủ tàu và người buôn bán vẫn tìm cách biện minh cho hành vi của mình. Ở Trên báo chúng tôi là đưa vào chợ đầu mối, nhưng thực tế là không đem vào được vì mỗi lúc là hàng năm ba chục tấn hàng trăm tấn mà cái chợ đến thì quá bé người ta không thể giao dịch là thuyền bè đi vào nữa hoặc xe cộ người ta giao dịch thực tế chỉ cần một xe là đã đủ chặt rồi chứ nói là giao dịch hàng bao nhiêu trăm tiền đây cho nên là rất khó không thể vào được để mà vận chuyển được hàng vô ra mà tốn rất bao nhiêu cân lực mà hoa tươi không được để ra hoa hiếu thuyền bè và tàu bè các em em không đủ nhân lực để mà làm và sẽ thu lỗ rất nhiều trước tình trạng trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa và Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn đã có công văn nêu rõ việc tổ chức họp chợ, kinh doanh tự phát tại khu vực Cảng Cá Lạch Hới là vi phạm quy định của luật thủy sản và quy chế hoạt động của Cảng Cá. Đồng thời yêu cầu ban quản lý Cảng Cá Lạch Hới có biện pháp chấm dứt việc kinh doanh hải sản tự phát tại đây, chuyển hoạt động kinh doanh vào chợ đầu mối hải sản cách đó khoảng 1 km. Tuy nhiên đến nay, người dân vẫn chưa di rời đến chợ đầu mối. Để giải quyết tình trạng họp chợ ven đường dọc các tuyến quốc lộ, thời gian qua, nhiều công trình chợ dân sinh khang trang được xây dựng tại những vị trí gần với khu chợ tự phát cũ, tạo thuận lợi cho người dân kinh doanh mua bán. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không vào chợ mới mà lại tiếp tục kinh doanh mua bán tại các chợ cóc ven đường gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Chợ Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2018 với quy mô hơn 200 gian hàng. Dù được đầu tư xây dựng khang trang, thoáng rộng, thế nhưng đến thời điểm hiện nay, chợ mới chỉ có khoảng 70 gian hàng có người thuê. Trái ngược hoàn toàn với cảnh thưa thớt điều hưu tại chợ Phú Sơn, phía bên ngoài cách đó chỉ vài trăm mét chợ cốc dân sinh nằm ngay trên tuyến đường giao thông, hoạt động buôn bán diễn ra rất tấp nập. Các sạp hàng chiếm toàn bộ vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại chợ Tân An, Tân Bình. Dù chợ mới được xây dựng cách đó không xa, nhưng ở ngã ba đường giao thông phía ngoài, chợ cóc vẫn hoạt động sôi nổi dù các lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân dẹp bỏ. Một nghịch lý diễn ra là khi chưa có chợ mới thì cả người bán, người mua đều phàn nàn về việc không có chợ để hoạt động kinh doanh mua bán. Thế nhưng đến khi chợ được xây dựng mới thì họ lại không vào vì sợ mất phí, vì thói quen. Bản tin 18h30 sẽ để tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Trên mạng xã hội đang lan truyền bức ảnh được cho là bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam với thông tin người bệnh đang nguy kịch, tiên lượng nặng phải thở máy tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện nhiệt đới trung ương. Tuy nhiên, vụ trưởng vụ truyền thông thi đua và khen thưởng Bộ Y tế Nguyễn Đình Anh vừa cung cấp hình ảnh mới nhất của bệnh nhân này và cho biết hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, đồng thời bác bỏ hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Do đó, người dân không nên chia sẻ thông tin không chính xác và cần tỉnh táo để kiểm chứng thông tin, lựa chọn nguồn tin từ các kênh chính thống. Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai vừa phát hiện có 4 tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến trường hợp thứ 17 mắc COVID-19 với các nội dung như Sapa cho 9 người khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với N. Hành khách cùng khoang bệnh nhân nở đang ở tổ 8 Mường Hoa, phường Bắc Cường. Mọi người chú ý nâng cao cảnh giác, gây hoang mang dư luận. Sau khi tiến hành xác minh, công an thành phố Lào Cai đã triệu tập 4 cá nhân đến làm việc. Tại cơ quan công an, 4 người đều đã nhận thức rõ hành vi sai trái của mình tự giác gỡ bỏ và đính chính lại thông tin trên trang cá nhân, đồng thời cam kết không tái phạm. Công an thành phố Lào Cai đã xử phạt vi phạm hành chính 4 người, mỗi người 10 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh phẩm của cá nhân. Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với bà NTTH, 31 tuổi, trú tại xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, về hành vi buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng. Trước đó, Công an xã Thạnh Đông nhận tin báo về việc có người đi nhặt khẩu trang đã qua sử dụng về giặt lại và đem bán. Công an xã đã phối hợp với trạm y tế xã kiểm tra nhà bà Hát, phát hiện 95 khẩu trang đã qua sử dụng. Tính đến thời gian bị phát hiện, bà Hát khai đã bán được 100 chiếc khẩu trang đã qua sử dụng, được giặt lại với giá 340.000 đồng. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Nam Bộ bắt đầu bước vào đợt xâm nhập mặn có cường độ mặn tăng cao nhất từ đầu mùa khô đến nay và tương đương đợt hạn mặn lịch sử trong năm 2016. Đợt xâm nhập mặn này sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 3. Nguyên nhân là do khu vực Nam Bộ trong nhiều ngày qua ít mưa, ngày nắng, trong đó có các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất, phổ biến từ 34 đến 36 độ C, miền Tây Nam Bộ thấp hơn khoảng 1 đến 2 độ C. Bên cạnh đó, mực nước thượng lưu sông Mekong thấp hơn cùng kỳ năm 2016 từ 0,1 đến 0,5 m. Dòng chảy trên sông Mekong về đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 3 đang thiếu hụt so với trung bình chung nhiều năm và năm 2016 từ 5 đến 20%. Mực nước tại biển hồ Campuchia cũng ở mức thấp, khả năng bổ sung nước cho đồng bằng sông Cửu Long không nhiều khiến xâm nhập mặn ở các tỉnh Nam Bộ càng tăng. Hôm qua mùng 7 tháng 3, tại khu vực phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều hộ dân phải di rời khẩn cấp. Đoạn sạt lở có chiều dài 25 m, sâu 12 m, gây ảnh hưởng đến 5 hộ dân tại khu vực này. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban nhân dân phường An Bình đã huy động lực lượng giúp người dân di rời đồ đạc ra khỏi vị trí sạt lở và vận động bà con không ở lại nhà để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương cho biết, các hộ bị sạt lở đều nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi dự án bờ kè sông Cần Thơ. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình tại địa chỉ email bản tin 18 30 ttva.gmail.com hoặc số điện thoại được dây nóng 0888 25 Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.